Khi nhắc đến những loại vật chất đắt tiền nhất trên thế giới, mọi người thường hay nghĩ đến vàng. Dù vậy, với giá 56 đô một gram, vàng vẫn có giá trị thấp hơn nhiều chất khác. Khi tính theo cân nặng, vàng thậm chí không thể địch nổi những loại chất kích thích như thuốc phiện hay cocaine. Giá của một gram kim cương thậm chí còn đắt hơn thế gấp nhiều lần. Nhưng tất cả những thứ kể trên đều không phải là đối thủ của loại vật chất đắt đỏ nhất hành tinh, thứ được giới khoa học gọi là phản vật chất. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về loại vật chất này và lý giải tại sao nó lại quý giá đến thế. Để cho dễ hiểu, chúng ta có thể định nghĩa phản vật chất là một loại vật chất có tính trái ngược với những vật chất thông thường trên trái đất này. Khi so sánh chúng ở mức độ nguyên tử, phản vật chất cũng được cấu tạo từ các thành phần hạt giống như vật chất thông thường. Nhưng điều khác biệt ở đây chính là chúng mang điện tích trái dấu với nhau. Các hạt proton trong phản vật chất mang điện tích âm và được gọi là các hạt phản proton. Đồng thời, các hạt electron của nó lại mang điện tích dương và được gọi là positron. Khi phản vật chất và vật chất thông thường tiếp xúc, chúng sẽ ngay lập tức triệt tiêu nhau và tỏa ra một nguồn năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Trong khi các loại vũ khí hạt nhân thường chỉ có thể biến 7-10% khối lượng chất thành năng lượng, thì sự va chạm của hai loại vật chất kia lại có thể chuyển đổi hoàn toàn 100% khối lượng chất thành năng lượng. Chính khả năng sản sinh năng lượng tuyệt vời đó đã tạo nên giá trị của phản vật chất. Nếu các nhà khoa học thả 1 gam phản vật chất xuống đất, nó có thể tạo ra một vụ nổ lớn hơn cả trận thả bom ở Hiroshima và Nagasaki gộp lại. Cả một thành phố có thể bị tiêu diệt ngay tức thì. Trong một tình huống giả định khác, nếu ta cho một lượng rất nhỏ, khoảng 1/1 tỷ gam positron vào đầu một viên đạn bình thường và khai hỏa, viên đạn ấy có thể phá hủy cả một căn nhà, một chiếc xe tăng hay bất kỳ một vật nào có kích thước tương tự. Trong thực tế, phản vật chất có rất nhiều ứng dụng hữu ích ngoài mục đích quân sự. Các hạt phản proton đã được nghiên cứu để điều trị một số loại bệnh ung thư. Ngoài ra, phản vật chất còn có thể trở thành loại nhiên liệu mới cho các chuyến du hành ngoài vũ trụ. Các nhà khoa học tính toán rằng, nếu sử dụng phản vật chất làm nhiên liệu, con người sẽ có thể di chuyển với tốc độ bằng một nửa vận tốc ánh sáng. Với vận tốc đó, các phi hành gia chỉ cần vỏn vẹn 2 năm để đến được hành tinh gần trái đất nhất. Nhưng nếu phản vật chất có nhiều tác dụng như thế, tại sao chúng ta vẫn chưa bắt đầu sản xuất chúng một cách ồ ạt? Sự thật chính là vì việc sản xuất phản vật chất rất đắt đỏ và khó khăn. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy nhiều dấu hiệu của phản vật chất trong tự nhiên. Phản vật chất được tạo ra một cách tự nhiên bên ngoài bầu khí quyển của trái đất, khi chúng chịu tác động của những tia vũ trụ chứa một lượng lớn năng lượng. Nhưng chúng khó có thể tồn tại lâu dài bởi chúng sẽ nhanh chóng tiếp xúc với các loại vật chất thông thường và triệt tiêu lẫn nhau. Cách duy nhất để nghiên cứu và sử dụng phản vật chất hiện nay chính là tự tạo ra chúng. Cỗ máy gia tốc hạt LHC ở Thụy Điển là cỗ máy chế tạo phản vật chất lớn nhất thế giới. Nó được xếp vào hàng những cỗ máy đắt tiền và phức tạp nhất trong lịch sử loài người. Nó có khả năng tạo ra 10 triệu hạt phi proton một phút khi vận hành hết công suất. Con số hàng triệu hạt nghe có vẻ lớn, nhưng với kích thước bé nhỏ của chúng, lượng phản vật chất mà cỗ máy này tạo ra rất ít. Để tạo ra 1 gram phản vật chất ở tốc độ hiện nay, con người cần đến 100 tỷ năm. Công đoạn sản xuất chỉ là bước đi gian nan đầu tiên. Việc bảo quản chúng còn gây ra nhiều khó khăn khác, bởi các loại vật chất đối nghịch sẽ triệt tiêu nhau ngay lập tức. Đơn vị quản lý cỗ máy gia tốc hạt LHC chỉ mới có thể bảo quản được các nguyên tử phản vật chất trong 17 phút trước khi chúng triệt tiêu các hạt vật chất thông thường. Bởi vì 1 gram loại vật chất này đã có thể tiêu diệt cả một thành phố. Các nhà khoa học cần phải rất cẩn trọng trong việc bảo quản và trông chừng để không để chúng rơi vào tay kẻ xấu. Dù chúng ta không biết chắc thế giới sẽ bảo quản được bao nhiêu lượng vật chất này, nhưng người ta đã ước chừng được giá trị của nó. Trong một bài viết của trung tâm NASA Goddard vào năm 2006, người ta ước tính số tiền này là 25 tỷ đô. Trước đó, một báo cáo khác của NASA vào năm 1999 cho rằng cần đến 62,5 nghìn tỷ đô la. Con số này bằng 83% tổng GDP của toàn nhân loại. Nhưng việc tạo ra thành công phản vật chất lại chính là một mối hiểm họa khôn lường đối với nhân loại, cũng giống như việc phát hiện ra bom nguyên tử. Chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần cho một thế giới mà các loại hạt vật chất đối nghịch nhau sẽ chung sống trong cùng một bầu khí quyển. Chẳng ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.